Lần đầu tiên thực hiện cuốn băng thơ nhỏ bé này, Hoàng Oanh xin mượn những dòng thơ trữ tình của những thi sĩ nổi tiếng để mong bắt nhịp cầu tri âm, hầu được hội ngộ cùng những cao nhân mặt khách và những tâm hồn đồng điệu. Lâu rồi rằng chua cay cũng thế mà thôi.